Người bộ phận càng nhỏ thì càng nghèo khó, đàn ông khôn ngoan phải biết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những thứ mà đàn ông sợ nhất trên đời đó là sự nghèo khó. Chính bởi thế nên họ thường ra sức tu chí làm ăn, mong rằng có sự giàu sang, phú quý, nở mày nở mặt với thiên hạ. Thế nhưng trong cuộc sống có những người thông minh, giỏi giang và bản lĩnh, song vận trình cuộc đời của họ có khá nhiều biến động, cùng thăng trầm, dù bỏ ra rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể phất lên được. Đó có thể bởi vì bản mệnh phạm phải một trong những nét tướng cấm kỵ. Trong nhân tướng học, đàn ông có chỗ này càng nhỏ, càng nghèo khó. Việc này khiến cho đấng mày râu dù có cày cuốc giỏi ra sao thì số phận vẫn mãi mãi không phất lên được. Vậy đó là những bộ phận nào? Những bộ phận này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Lông mày quá ngắn, mỏng thưa. Đàn ông có tướng lông mày quá ngắn thì cuộc sống mãi nghèo khổ, vất vả. Lông mày mỏng ngược là người đàn ông có tâm địa độc ác, bạo lực, ngang ngược. Lông mày mỏng thưa là xảo quyệt hay nịnh bợ, lẻo mép, bị mọi người ghét bỏ, khó tránh lúc cuộc sống đơn độc, nghèo túng. Trường hợp lông mày hình chữ bát, nếu tu nhân tích đức đi theo chính phái thì sẽ tài giỏi, cuộc sống giàu sang, phú quý. Nhưng nếu theo phái ác, làm việc thất đức sẽ có cuộc sống cơ hàn, nghèo khó. Ngoài ra, ấn đường, vùng da thịt nằm giữa hai lông mày xấu và hãm, có nếp nhăn sâu tựa như nhát chém cắt ngang thì chủ nhân là người không có thực lực và chẳng bao giờ biết đến sức mạnh, quyền lực, mũi thấp hách lên. Theo nhân tướng học, mũi là nơi thể hiện cung tiền bạc của con người. Một người đàn ông có mũi thấp và nhỏ, lông mũi hách lên thường có cuộc sống nghèo khổ, cơ cực. Trong tính cách người đàn ông này sống tiểu nhân, chi ly, tính toán những làm việc lại không thành nên tiền bạc cũng không có. Bên cạnh đó, nếu như người này sở hữu sống mũi gãy tẹt, ngang ngay vùng mí mắt thì người này cũng không bao giờ có đất đai. Nếu có cũng là do bố mẹ để lại chứ không phải do bản thân tự làm ra. Mắt nhỏ, nhiều lòng trắng. Đàn ông có tướng mắt không cân đối, mắt to mắt nhỏ, lòng trắng nhiều hơn lòng đen là nét tướng xấu của đàn ông. Người này thường không đáng tin cậy, cháo trở, lười nhác. Tướng đàn ông có mắt nhỏ tí hí này tính tình keo kiệt, đa nghi, số cơ cực, bần hàn. Xương mặt to, da mặt mỏng. Theo nhân tướng học, người đàn ông có da mặt mỏng khô là kẻ phá tiền của trong nhà, nghèo khổ, không sống lâu, cả đời không bao giờ giàu có. Ngoài ra, nếu khuôn mặt kết hợp với vận khí sắc trên mặt mờ tối như than bụi, có thể sẽ phải bỏ mạng nơi phương xa. Với những người sở hữu khuôn mặt to ngang, đó là người ngu ngốc, sắc da ở phía trước tai đen tối, thì đó là người lười nhác, ỷ lại nên khó thành công, cằm ngắn và nhỏ. Người nào có cằm vừa ngắn vừa nhỏ, dù khuôn mặt có cân đối, da rẻ hồng hào, dáng vóc sẽ cao đến mấy thì cũng nghèo khó suốt đời. Đặc biệt là ở tuổi vãn niên, khi người khác được nhàn nhã, hưởng phúc thì người này vẫn phải lao tâm, khổ tứ về tiền bạc. Khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp. Khoảng cách giữa mắt và lông mày rộng thì chính là cung tiền trạch rộng mở. Người có tướng mặt như vậy thì vui vẻ, yêu đời, kiên trì và nhân nại, có thể mua nhà cho mình. Và ngược lại, nếu khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp thì cho thấy cung tiền trạch chật hẹp. Nam nhân có tướng mặt như vậy thì tính tình nóng vội, làm việc gì cũng thiếu sự nhẫn nại, chỉ muốn kết quả ngay, không thích hợp với công việc, có tính kiên trì cao. Tuy nhiên, họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ, dễ hòa đồng, khiến mọi người đều yêu quý. Chỉ có điều, họ không thể mua nhà cho bản thân mình, mãi mãi phải ở nhà thuê. Cung điển trạch không tốt cho thấy khó sống hòa hợp với mọi người trong nhà, quan hệ gia đình có thể sẽ rất căng thẳng, chán ngắn. Những người đàn ông sở hữu tướng trán thấp hẹp thường là người ít thông minh, bảo thủ, không có sự nhìn xa, trông rộng nên cuộc sống cũng như sự nghiệp khó lòng thăng tiến. Trong tính cách,
Những người đàn ông có trán hẹp và thấp thường rất cố chấp, cứng đầu, luôn làm theo ý mình, không cần biết đúng sai, nên họ sẽ nhận hậu quả xấu trong công việc và tài chính. Nếu người phụ nữ lấy phải người đàn ông này, cần phải chấp nhận tính cách của họ, nếu không, cuộc sống khó lòng yên ổn, thường xuyên nảy sinh cãi vã, mệt mỏi, sớm muộn cũng đi tan. Dái tai nhỏ. Đàn ông sở hữu dái tai nhỏ thường hay lo lắng, muộn phiền, sợ hãi những điều sắp tới. Họ cũng thuộc tiếp người nhút nhát và thiếu dũng khí, chẳng dám làm điều gì liều lĩnh. Vì thế, công danh chẳng đáng kể, có kiếm được đồng tiền cũng phải bôn ba, lao tâm khổ tứ vất vả. Ấn đường hẹp và tăm tối. Trong nhân tướng học, người đàn ông mà sở hữu một ấn đường là vị trí nằm giữa hai bên lông mày. Nếu ấn đường xấu, chính là ấn đường chật hẹp, màu sắc tại đây tăm tối, sậm màu thì cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn, bần hàn. Nếu bạn thấy phần ấn đường đen tối hay ấn đường bị phá đều biểu hiện cho việc chủ nhân không có tiếng nói, thực lực lẫn uy quyền trong vận trình sự nghiệp, dù rằng họ vẫn có đủ thực lực và khả năng tương xứng với công việc, miệng mỏng, trễ. Miệng quyết định khả năng diễn đạt của bản thân, đàn ông miệng to nhưng môi lại mỏng thì dục vọng nhiều, song lại thiếu lòng đồng cảm, hay nói lời cay nghiệt, phê phán người khác, không thương tiếc, ngay trước mặt. Sau lưng lại thích buôn chuyện, bàn tán về chuyện riêng tư của người khác, không được ai quý mến. Thêm vào đó, nếu người này khóe miệng trễ xuống thì đó là tướng lộ tài, bao nhiêu phúc khí, tài khí đều theo đó mà trôi hết ra ngoài, khiến cho người này tài lộc ít ỏi, tiền bạc thiếu thốn. Quý vị thân mến, để nhận biết một người đàn ông có số mệnh nghèo hèn hay không thì người ta còn có thể dựa vào những vị trí nốt ruồi trên khuôn mặt người đó. Sau đây là những vị trí nốt ruồi cực xấu trên khuôn mặt đàn ông, bởi nó mang lại dự báo không tốt cho vận mệnh của họ. Tình duyên không chắc trở thì cũng nợ nần chồng chất, công việc gặp rất nhiều biến động. Vậy đó là những vị trí nốt ruồi nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Nốt ruồi xuất hiện ở giữa con người của đàn ông. Trong số những nốt ruồi mang lại vận mệnh không tốt thì có nốt ruồi xấu xuất hiện ở vị trí giữa con người, đặc biệt là phần thẳng xuống bên trái của gò má. Những người này thường có cuộc sống khắc khổ, không những đường tình duyên, con cái gặp nhiều gian truân mà lúc nào trong người cũng cảm thấy buồn tủi. Nốt ruồi xuất hiện bên trong hàng lông mày của người đàn ông. Nốt ruồi ở trong phần lông mày của người đàn ông mà lông mày của người đó rất lơ thơ, đứt đoạn, là người khó gần. Không những thế, người này không biết cách đối nhân, xử thế. Đặc biệt, họ còn có tính sĩ diện rất cao, luôn coi mình là trung tâm mà không để ý đến người khác nghĩ gì. Trong khi đó, tài năng thực sự quá bình thường, không giỏi thực sự nên không được đồng nghiệp tin tưởng, không được sếp giao cho công việc quan trọng. Những người này cũng khó có được đời sống hôn nhân bền chặt, viên mãn. Nếu có cuộc sống hôn nhân bền chặt thì cả hai cũng khó có được hạnh phúc. Nốt ruồi xuất hiện ở đuôi mắt dưới bên phải của đàn ông. Những người đàn ông có nốt ruồi ở đuôi mắt bên phải thường có tính xâm đãng nên có dục vọng cao. Vì thế, họ không bao giờ chung thủy với vợ hay bạn tình của mình mà luôn tìm nhiều đối tượng thay thế. Họ cũng là những người hay phản bội nên phụ nữ đa phần không tin tưởng. Đặc biệt, sức khỏe của những người này thường xuyên đau yếu, bệnh tật, nốt ruồi xuất hiện ở đầu khóe mắt. Nếu ai sở hữu nốt ruồi ở đầu khóe mắt thì nên xóa bỏ nếu không muốn trở thành phá gia chi tử. Họ kiếm được bao nhiêu tiền đều bỏ ra chi tiêu hoang phí. Thậm chí, họ còn là người ham rượu chè, cờ bạc nên nợ nần nhiều mà không có cách nào gỡ bỏ. Nốt ruồi ở giữa sống mũi của đàn ông. Có thể nói, đây là một trong những nốt ruồi xuất hiện ở vị trí xấu nhất về công danh, sự nghiệp cũng như đường tình duyên của người đàn ông. Họ thường là những người cộc cằn, bảo thủ, thường yêu cầu người khác, đặc biệt là vợ mình phải theo đúng ý. Nếu không, họ sẽ gây sát thương cho đối phương. Với nhược điểm lớn như vậy nên cuộc đời của họ không bao giờ bằng phẳng. Đời sống vợ chồng luôn xảy ra hiềm khích và công việc cũng không được thuận buồm, xuôi gió. Nếu người phụ nữ nào ở bên đàn ông này sẽ khổ cả đời. Vì thế, người phụ nữ không bao giờ được cuộc sống hạnh phúc, no ấm, lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi. Nốt ruồi xuất hiện ở vị trí ngang mắt. Những người đàn ông có nốt ruồi xuất hiện ở vị trí ngang mắt thường sống rất ích kỷ, lòng tham che mờ hết mọi thứ và không bao giờ cho đi. Bản tính xấu của họ làm cho người khác luôn có cái nhìn coi thường. Không những vậy,
họ còn là người hứa suông, nói nhưng không thực hiện, lười biếng, chỉ biết ăn chơi mà không chịu làm. Họ luôn làm cho những người xung quanh khó chịu, ghét bỏ. Do đó, công việc của họ không mấy thuận lợi, nay chỗ này, mai chỗ khác, nên tiền tài thường khó khăn. Về ra, cuộc sống càng cơ cực hơn. Nốt ruồi xuất hiện ở mép. Xem bói nốt ruồi, đàn ông có nốt ruồi ở vị trí ngang mép, phần lớn là người tham lam, ích kỷ, chỉ biết nhận lại mà không bao giờ biết cho đi. Vì thế, tiếp người này ít khi lấy được thiện cảm từ người khác. Thêm vào đó, chủ nhân của nét tướng này còn hay thất hứa, vô cùng lười biếng, ỷ lại. Họ không bao giờ thích động tay, động chân vào bất cứ việc gì mà luôn sai khiến những người xung quanh, khiến mọi người khó chịu. Tài vụng trèo, khéo trống, mù miệng đỡ chân tay chỉ có thể làm vui lòng người đối diện ở lần đầu tiếp xúc. Càng ở lâu, càng không ai có thể chịu đựng nổi kiểu người này. Nốt ruồi xuất hiện ở dưới cung lông mày, phía bên mắt phải. Đàn ông sở hữu nốt ruồi ở vị trí này là người nói năng, vô duyên, không được lòng người khác nên khó tiến thân trong sự nghiệp. Vì thế, những người đàn ông này không nên đầu tư vào bất cứ việc gì vì sẽ không được thuận lợi, thậm chí mất hết tài sản. Nốt ruồi xuất hiện ở dưới bọ mắt của đàn ông. Theo nhân tướng học, những người đàn ông có nốt ruồi ở bọ mắt thường là người khó tính, luôn khắc khẩu với vợ con. Họ là người đa đoan, hay nghi ngờ và không tin tưởng người khác, nên lúc nào cũng lo lắng, muộn phiền. Họ cũng không bao giờ giúp đỡ người khác, nên khi gặp khó khăn, không có ai giúp đỡ. Vì thế mà cuộc đời của họ có nhiều gian truân và vất vả. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.